Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhá. Mọi người ở nhà đang có dịch nhiều thì em xin phép là gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe nhá. Hôm nay em Toàn có một em bình đây, mọi người ơi. Một em bình bách hoa nâu của Satsuma đây, nhất dáng nhì da đây mọi người. Cái dáng quá là đẹp luôn các bác ạ. Bụng to miệng rộng. Đấy, bây giờ trước tiên là em sẽ đo kích thước cho các bác đã. 37 nhé mọi người nhé. Đấy, 37. Bụng là 88 nhé mọi người nhé. Đấy, bụng 88 lên 89 này mọi người ạ. Đây. Bụng 88 nhé mọi người nhé. Đấy, bụng 88. Miệng thì khá là to luôn các bạn. Đây em đo các bác miệng này. Miệng của nó là 19 rồi mọi người. Miệng 19, men dạn rất là đẹp luôn. Đấy. Tình trạng này vẫn còn lành tít nhé mọi người nhé. Không bị lỗi lầm gì đâu mọi người nhé. Hàng này khá là đẹp luôn. Dáng đẹp. Nếu mà các bác nào mà mua này về mà để cắm hoa này quá là đẹp luôn, cắm bông rất là đẹp luôn. Đây các bác xem này. Toàn bộ họa tiết là vẽ nổi nhá mọi người nhá, như cổ bình này, rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đây, bức tranh này là bức họa này là vẽ nổi lên nhá mọi người nhá. Toàn bộ những cái này là vẽ nổi lên nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Đây nghe vẽ núi Phú Sĩ này mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây cho các bác xem mấy chuyện nó. Ấy, ở giữa bình này là có một cái bông hoa này mọi người. Có ba bông hoa này, rất là đẹp luôn này. Đấy, đây là có chuyện của Satsuma này mọi người. Đấy. Hàng VIP ấy mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, cốt gốm rất là đẹp luôn này các bác. Đây như cái chỗ này các bác nhìn đây như không phải là nứt đâu các bác nhá. Đó là men giãn nhá. Đấy, các bác. Đấy, tình trạng lành tít luôn. Rất là đẹp luôn. Đây, các bác xem ở miệng nó này, cái men của nó đẹp chưa? Đây chỗ này như thế này, đấy, không phải nứt nữa các bác nhá. Đây này, nó là những cái men dạn này, vết dạn nó rất là đẹp. Đấy, các bác nào mà ưng ý sản phẩm này, các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Một lần nữa thì em xin phép em quay xung quanh họa tiết thì cho các bác xem. Nếu các bác nào ưng chốt bình thì các bác liên hệ với em Toàn. Đấy, thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá.